Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi. Ngày 10 tháng 6, thầy giáo ở thành phố Hồ Chí Minh bị tố sàm sỡ nữ sinh trong lớp học. Một thầy giáo trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh bị tố có hành vi không chuẩn mực với nữ sinh trong lớp học. Thông tin và hình ảnh được chia sẻ từ một tài khoản có tên là KH. Tài khoản này tố cáo nữ sinh bị thầy giáo dạy toán ở một trường trung học cơ sở quấy rối. Và theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội thì trong lúc cả lớp đang học bài, thầy giáo đứng tuổi đã vòng tay phía sau, ôm và có hành vi không chuẩn mực với nữ sinh. Gia đình và nữ sinh đã lên gặp thầy. Khi đối chứng với học sinh, thầy giáo phủ nhận và giải thích chỉ cúi xuống nhặt đồ, vô tình đụng vào đùi các em. Cũng theo tài khoản này thì những lần trước thầy giáo còn hăm dọa các nữ sinh không được nói chuyện với ba mẹ, nếu không vào lớp thầy sẽ đi. Và hiện tại tài khoản KH đã xóa bài viết, nhưng nhiều trang mạng khác đã chia sẻ lại thông tin này. Và trao đổi với báo Vietnam.net và thông tin từ Vietnam.net thì ông Phạm Tấn Phước, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm cho hay, trường đã nắm được thông tin và đang yêu cầu giáo viên bị tố cáo làm tường trình cũng như là đối chứng với phụ huynh. Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đang làm báo cáo gửi lên phòng giáo dục và đào tạo và các ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. Khi có kết quả, nhà trường sẽ thông tin cụ thể với báo chí. Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, sở đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Nhà Bè làm rõ vụ việc nói trên. Và đó là thông tin ngày 10 tháng 6 về một vụ cũng thường xảy ra trong phòng giáo dục. Nếu làm thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên ấn đăng ký vào chuông nhé. Tạm biệt.